Thưa quý vị, sau đây sẽ là một thông tin khiến cho nhiều bà con ở Cần Thơ chúng ta cảm thấy tự hào. Quý vị có biết đó là gì không ạ? Đó chính là thành phố của chúng ta vừa được tạp chí FN World của Ấn Độ bình chọn vào top 7 thành phố có kênh đào đẹp nhất thế giới. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về thông tin thú vị này nha. Theo tác giả bài viết, Cần Thơ là một trong những thành phố kênh đào lớn nhất trên thế giới, nằm ở ngã tư của nhiều kênh rạch và sông, có tổng chiều dài 1.157 km và sông Hậu là con sông lớn nhất đi qua thành phố này. Giống như những thành phố kênh đào khác, ở đây cũng có chợ nổi. Chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất là chợ Cái Răng, một nơi tuyệt vời để thưởng thức các món ẩm thực Việt Nam. Ngoài ngắm sự sầm uất của khu chợ buổi sớm, du khách có thể tìm hiểu thêm về tập tục sinh hoạt của các tiểu thương sống trên căn nhà di động là những chiếc ghe. Hệ thống kênh mương xung quanh thành phố là mạng lưới du lịch hấp dẫn, thậm chí được đánh giá có sức hút hơn so với những tuyến đường bộ. Ngoài ra, nằm trong danh sách bình chọn của Earth and World, nổi bật với các vị trí hàng đầu như thành phố Venice của Ý và Birmingham của Anh.